Ai sẽ là người đầu tiên trở thành quán quân của cuộc thi tìm kiếm tài năng châu Á, nhận được giải thưởng trị giá 100.000 đô la Mỹ cùng một cơ hội biểu diễn tại Marina Bay Sands, Singapore. Đừng bỏ lỡ các phần trình diễn cuối cùng đầy ngoạn mục vào ngày 7 tháng 5 và lễ công bố kết quả vào ngày 14 tháng 5. Hai đêm biểu diễn sẽ khiến khán giả ngạc nhiên và vô cùng thích thú. Đón xem Tìm kiếm tài năng châu Á, vòng chung kết vào lúc 8:05 tối ngày 7 tháng 5 và công bố kết quả vào lúc 8:05 tối ngày 14 tháng 5, công chiếu đầu tiên trên kênh ASN, ngôi nhà của tìm kiếm tài năng châu Á.